mưa gió thì cũng vác mặt xuống đây. Xuống mặt đi. Tao xuống thì tao lấy cái nồi lẩu. Mày bưng viền mày không định trái tao à? Ồ, trời, có cái nồi lẩu mà cũng đòi. Đòi chứ. Thức ăn tao còn không chua mà mày đòi tao cho nổi á. Không quá mà. Nè. Nồi tao mua trăm mấy đấy. Sáng đi mẹ cũng đi chợ. Quá chứ. Sáng mong mà mẹ chẳng đi chợ. Mẹ đang bỏ hết đồ trong cái tủ lạnh này. Chi? Chạy biểu là vô đây lấy mỗi cái nồi. Đang chờ lại lấy thêm đồ tiền. Mày có thấy ai đi đòi nợ mà lấy mình tiền gấp không? Tao phải lấy lại chứ. Được rồi, rồi, lấy đi tiền đi, đi tiền đi. Chứ. Sao mà cứ lấy thêm nhiều chứ? Chứ mày có thấy ai cho vay mà lấy lại thấp không? Tao phải lấy lại cao chứ. Thế là xong nhá. Ai về nhà lấy? Về này. Mà giọng gấp rút chứ, có chuyện chi? Anh em ở Mỹ đang đánh chắc chúng ta cả, nãy hét ầm lên cả. Anh em mơ, mà Giang này tự nhiên lại đánh chắc. Tao làm ra một biết được, bọn đang hùng lắm, bị bộ giải quyết luôn đi. Được rồi. Anh em mơ. Anh em đi đây. Cái chi? Công nhận nhá, đồng loại vô cái, hiểu nhau luôn. Lúc nãy nhá, bọn cắm chắc nhá, mà chạy vô chạy cạn nhá. Hắn không im luôn, mà mi vô mi số mấy cầu cái, hắn nín luôn. Ý chạy đang nói em là chú à? Yeah. Mà mi tự nói nha, chạy không nói nha. Cuộc đời của chạy không khỉ em là chạy không chịu được à? Hả? Ủa trời ơi, chú cắn rồi.